cái người đầu tiên mà chúng tôi muốn mời làm diễn giả là Phó trị-sự Nguyễn Thị Kim Thùy ở Hương Đạo Bình Khánh, An Giang. Xin kính mời. Kính ban tổ chức, kính quý hiền huynh hiền tỷ trong hội luận hôm nay. Tôi tên Nguyễn Thị Kim Thùy, Phó trị-sự Hương Đạo Bình Khánh, xin được thuyết trình phục hồi đạo Cao Đài. Chúng ta người đạo Cao Đài, tức là môn đệ của Đức Cao Đài Ngọc Đế. Dầu đạo có chia ra nhiều nhóm khác nhau, sau cùng cũng chung về một mối. Trước cảnh đạo đang hồi khó khăn khổ sở, thì chúng ta phải xây lưng đau cật, chia bùi sức thảm cùng nhau, nắm tay nhau, chung lo viền mỗi đạo, để tìm giải pháp và bình chung sống của Đức Hộ Pháp hằng nhắc nhở. Việc hành đạo giàu nam hay nữ cũng đều có trách nhiệm như nhau, là hiệp đồng chư môn đệ gìn luật lệ Cao Đài, như sau có lòng hay thì thiên chu địa lục. Về phận nữ, trong nữ trung tùng phận có dạy dụng văn hóa trao tria nữ khách, lấy kinh lưng thúc khách quần hồng, quân thư sức gươm hùng, điểm tô nghiệp cả con rồng giáo tiên. Chính phủ Việt Nam dùng chính sách muốn người dân càng ít học càng dễ cai trị, nhưng người đạo Cao Đài quyết nỗ lực học hỏi và có BBSOS sẵn sàng dạy các học viên nếu muốn đăng ký học. Các điểm khác biệt mà chính phủ rất không muốn đạo Cao Đài hoạt động là đạo Cao Đài thực thi phương án đạo đức ôn hòa và thực hiện chủ trương cách mạng đạo đức qua 5 phương án: 1. Gia cư, 2. Mưu sinh, 3. Giáo huấn, 4. Kiến thiết, 5. Tôn giáo. 5 phương án đạo đức ôn hòa là để nâng cao dân đức, dân trí, dân sinh. Cái đói khổ chắc chắn sẽ đe dọa nhân loại khi sự tranh chấp giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng nóng hổi. Ai đủ sức làm cho loạn được yên, ai đủ sức làm cho đói được no, ai đủ sức làm cho qua khổ nạn, ai đủ sức làm cho thái bình thạnh trị. Nói chung, ai cứu thế trong cơn nguy biến thì sẽ là giáo tông chánh trị, không phân biệt màu da sắc tộc, tôn giáo, đảng phái, trình độ, học vị, dân quan, già trẻ. Cứu được nhân loại là đăng quang. Đạo Cao Đài chủ xướng việc nhân nghĩa, tức khẳng định đạo người vẹn vẹn mới thành tiên. Hôm nay Đức Chí Tôn lập đạo Cao Đài chính là chủ xướng chương trình nhân nghĩa để cứu nguy nhân loại, là đệ tử của Đấng Cao Đài thực thi nhân nghĩa chính yếu để nâng mình qua việc phụng sự chúng sanh. Tại tòa Thánh Tây Ninh đã trương nhân nghĩa trước đền thánh, mục đích chính triển phong Phật vị là đấng cứu tinh nhân loại trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Hai câu liễn nhân nghĩa trước mặt tiền đền thánh: nhân bộ tứ phương, đại đạo dĩ nhân hưng xã tắc, lòng nhân đem rải khắp bốn phương. Đạo Cao Đài dưỡng nhân làm hưng thịnh, kiều chánh nước nhà. Nghĩa ban dạng đại, tam kỳ trọng nghĩa chấn sơn hà. Việc nghĩa ban cho muôn đời, thời kỳ ba, đạo Cao Đài trọng nghĩa để chấn chỉnh nước non. Chính thức đạo Cao Đài tuyên bố đấu thầu việc nhân nghĩa toàn khắp nhân loại. Ai có đủ bản lĩnh làm chủ thiên hạ, ai có sức lực và chính thức trình làng trước bàn dân thiên hạ, nếu gói thầu nào khả thi thì chính thức được giao. Đạo Cao Đài ở Việt Nam về mặt nhân đạo thực hiện được chính nghĩa, về thiên đạo được nêu cao nhân nghĩa. Bác ái đại đồng, thượng thiên lý, hợp nhân tâm, nên nắm viền mối cho chúng sanh trên mặt địa cầu này đời đời kiếp kiếp. Bộ Ngoại giao công bố về tự do tôn giáo tại Việt Nam năm 2020 có viết rằng đạo Cao Đài thành lập năm 1926, khác biệt Cao Đài chi phái 1997 là một thành quả lớn, mở ra cánh cửa lớn để cùng ngồi xuống và đưa ra một giải pháp đúng tháng 11 năm 2021, BBSOS tổ chức hội luận về tự do tôn giáo hay niềm tin khu vực Đông Nam Á. Chủ đề thách đố và triển vọng tìm giải pháp khôi phục đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn lập năm 1926 là bước phát triển quan trọng để quốc tế hiểu và ủng hộ đạo Cao Đài năm 1926. Đó chính là thực hiện chiến lược đạo thành ngoài thành vào của Đức Hộ Pháp dạy, chân thành tri ân Liên Hiệp Quốc, quốc tế cùng BBSOS đã trợ giúp tín đồ đạo Cao Đài năm 1926 phục hồi cơ đạo. Kính chúc sức khỏe toàn thể quý vị. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.